Cô ấy nói rằng sức mạnh khổng lồ đi kèm trách nhiệm lớn lao. Chú Ben đã nói vậy. Để đánh bại mối họa chết người, sẽ cần đến. Làm thôi, đi nào. Người nhện. Đến. Người nhện. Đợi, đến. Lượt đi. Và người nhện. Xin chào. Kiểm tra liên lạc. Alo. Được rồi, các người nhện. Không phải khoe đâu, nhưng em sẽ... Đã ở trong biệt đội báo thủ. Biệt đội báo thủ? Ừ, tuyệt đấy. Cảm ơn. Là gì vậy? Chú anh không có biệt đội báo thủ à? Ban nhạc à? Cậu ở trong ban nhạc? Người nhện không còn nhà. Khởi chiếu ngày 17 tháng 7.